Cô hiểu á, cái đồ hiểu.
chung ấy. Ai mình mắc bệnh thế là chúng ta chung ta chứ em thẳng có mình đó. Đâu? 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 Quá trời mô rửa. Đây mình lên. Đây đây đây. Mình này đi cung rồi. Alo tên tôi. Chơi chơi chơi. Được nào. Cố lên con gái. Thank you.
tặng là nguyên một trăm quà nữa cho người điện quanh lên năm rồi bà đi bờ lại thôi làm gì được từ bố nghe con thảo về gõ gõ một mẹ đâu thôi gõ lên bảy đá nè gõ gõ mẹ đâu đấy ráng rồi Truck.
Tại đấy hồi nãy là bình gì không? Em làm đó. Em làm à? Để em được lo tay trắng, để anh được tay
Rồi đừng đâu nè chơi ấy. Rồi 1 2 3. Happy birthday to you. Đẹp chứ chưa hết mưa. Cô tiệm chú đồng lái đường đúng bây giờ là tới chương trình phỏng vấn tiến xe heo. Người đầu tiên cho cảm giác là lần đầu tiên đi xe heo như thế nào? Nhưng mà heo vì đứa có hàng bị hôi chứng ạ. Mình ngồi muôn muôn mà hợp hợp heo nữa. Rồi anh Công Thắng. Ý thật tuổi anh chưa ai tập hết. Rồi anh Capri. Đây là ngột ngạt, khó chịu, bốc mùi. Lòng tao đau quá. Ước à cà kiều. Ước à cà kiều. Cái giọng đúng rồi. Sau kia, sau kia. Tiền thanh viên là tầng đít. Alo, tầng đâu xa. Dừng đi, dừng cô heo. Rồi, vui. Vui thế à, một từ vui thế à. Vui. Dùng vui, 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 chậm chậm à. Vui chậm 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 có vui chậm 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 vui 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 đây nắp thẳng thủng quá nó bò xuống đấy thằng còn nó xuống đó thằng còn nó xuống để cho em chậm với và tiếp theo người tầng đầu mũi xe em của Mr. Win cảm giác lần đầu tham gia chương trình như thế nào tin 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 đấy
À, người tiếp theo, người tiếp theo. Cùng anh đi. Hả? Bạn à? Quái. Cùng em, cùng em. Đi dùm nhau quá. Bốc mùi lắm. Ờ, bữa xe đi. Đi thì ai bị hôi chân, ai bị hôi nách. Mr. Kang, lần đầu tiên thấy ngột ngạt như thế, mẹ sống rộng rãi của anh rồi chứ lần đầu tiên thấy đi. Đó là mẹ em sống sắp cho đột tử rồi, mẹ chết trong 5 giây được. Đây hai người cuối cùng của trường đi. Đột tử rồi. Ôi không chịu nổi, nó không chịu nổi hết. Mẹ chết rồi cùng anh. Em bị sao? Dù mà đóng lý mà đừng vui. Vô hồi cho đi bằng muối à? Thank you.
nhiều quá.